Đoạn phim này giới thiệu các sản phẩm mà Vlad và Niki đã góp sức để làm. Đến giờ chơi rồi. Đâu đó? Run 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 run. Niki, chuyện gì vậy? Kiểm tra thử xem. Ủa? Wow, là bộ đồ chơi tàu tên lửa của Vlad và Niki. Mở ra và chơi thôi. Yeah, mở ra. Máy bay trực thăng của mình. Wow, đó là mình, lính cứu hỏa. Wow, mình muốn trở thành lính cứu hỏa. Alo, em cần giúp sao? Được, anh sẽ đến ngay. Đến giờ làm lính cứu hỏa rồi. Đi thôi. À ha. Đúng là một ngày khó khăn. Lính cứu hỏa là một nghề tuyệt vời. Vroom, 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 vroom. Em muốn trở thành một thợ xây dựng. Vroom, vroom. Nikita. Được rồi, anh sẽ giúp em. Oh yeah. Anh sẽ giúp em. Được rồi, đã xong. Ok. Thợ xây dựng mới là nghề tuyệt vời hơn. Lính cứu hỏa là một nghề tốt hơn. Không, của em tốt hơn. Của em. Cả hai nghề của các con đều tốt. À ha, cả hai nghề của chúng mình đều tốt. Yeah. Nhìn xem, chúng mình còn có hình dáng nữa. Nâng cấp cho tàu tên lửa của chúng ta thôi. Dạ. Tạo ra khu vực riêng cho thợ xây dựng. Làm tốt lắm Niki. Đến khu vực của anh. Tuyệt. Wow, chúng ta đã ghép xong các mảnh lại với nhau rồi. Chúng ta có phòng chơi, phòng xây dựng cho Niki, phòng lính cứu hỏa cho Vlad và phòng siêu anh hùng. Thật tuyệt vời. Wow Niki, chúng ta có hình xăm ở đây. Cùng xăm thôi. Dạ. Tuyệt. Đến lượt em. Những món đồ chơi này rất tuyệt. Tàu tên lửa của Vlad và Niki. Yeah yeah yeah. Đến giờ làm siêu anh hùng rồi. Ba mẹ ơi, chúng con có rất nhiều đồ chơi. Nhìn những món đồ chơi vui nhộn của chúng con đi. Đến địa chỉ vladnickytoy.com. Nhấn vào liên kết bên dưới.